Tập 8. Thế trận lớn quá nhỉ. Là muốn học hỏi đao pháp của Tam gia sao? Lăng Lan tướng, giờ không phải lúc cho người khoe khoang đâu. Bản tướng gia phụng quân lệnh tới bắt tội phạm, biết điều thì mau tránh ra, tránh cho đao kiếm không có mắt. Hỗn sược, nơi này là Kim Ngô Trượng Diện, một trong 10 nơi trọng yếu của hoàng thành. Nếu không có ý chỉ của thánh thượng, mặc kệ ngươi là ai cũng không được gây rối ở đây. Lão nhị lão tam, không được vô lễ. Vốn tưởng rằng phải tốn chút sức lực, không ngờ Tiêu tướng quân đã đích thân dâng tới cửa. Mạc tướng phải đa tạ tướng quân, đã thương xót mới phải. Bắt lấy cho ta. Rõ. Ai dám? Kim Ngô Vệ. Có. Nếu có kẻ muốn đưa Tiêu tướng quân đi, chúng ta nên làm gì? Thề chết bảo vệ Tiêu tướng quân. Hay lắm. Hay cho câu thề chết bảo vệ Tiêu tướng quân. Xem ra Tiêu tướng quân rất biết cách cai quản. Trong mắt Kim Ngô Vệ chỉ có Tiêu tướng quân. Tiêu Mỗ phạm phải tội gì mà khiến công công đưa người tới đây dùng đao kiếm nói chuyện vậy? Mau giao con tiện tỳ vô sông đó ra đây. Tiêu Dân Phạm, ngươi thật to gan, lại dám che giấu tội phạm hành thích hoàng thượng trong trượng diện của Kim Ngô Vệ. Ta hỏi ngươi, đáng tội gì hả? Thì ra công công tới là vì chuyện này. Tiêu Mỗ phụng khẩu dụ của thánh thượng điều tra chuyện thiên ma quỷ súc, hiện tại đã tra rõ chân tướng, đang chuẩn bị tới bẩm báo với thánh thượng. Thiên ma quỷ súc quả thật không liên quan tới công chúa vô song, cho nên Tiêu Mỗ làm gì có chuyện che giấu tội phạm triều đình chứ. Chỉ biết nói bừa. Con tiện tỳ vô song đó là hoàng thượng đích thân hạ lệnh truy bắt. Ả ta chính là khâm phạm của hoàng thượng. Nay hoàng thượng thân mang trọng bệnh, nguy trong sớm tối. Kim Ngô Vệ các ngươi thân là hộ vệ hoàng gia, lại bí mật che giấu trọng phạm triều đình. Tiêu Dân Phạm, ta hỏi ngươi, ngươi có ý đồ gì hả? Chuyện hôm đó Tiêu Mỗ sẽ tự giải thích rõ với thánh thượng. Nay công chúa vì mối giao hảo giữa vệ triều Trung Nguyên và La Nguyệt đã tìm được đan dược giải độc, tôi sẽ hộ tống công chúa vào cung giải thích rõ tất cả với thánh thượng. Cho nên xin công công hãy cho rút quân của ngài về. Thuốc giải? Thuốc giải đó hiện giờ ở đâu? Lúc này thuốc giải không ở trên người Tiêu Mỗ, mà ở một nơi an toàn. Nói khoác đúng là không biết ngưỡng. Không đưa được thuốc giải ra, ta thấy người đây là muốn mưu phản. Công công, ngài đừng có ngậm máu phun người. Tiêu Mỗ một lòng trung thành với thánh thượng, ông trời có thể làm chứng. Kim bài ngự bàn ở đây, các ngươi còn không quỳ xuống cho ta? Thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tội thần Tiêu Dân Phàm câu kết ngoại bang, mưu đồ bất chính, lập tức bắt giam, giam vào thiên lao, đợi sau này xét xử. Hai vị trung lang tướng kháng chỉ bất tuân cũng bắt hết lại. Rõ. Công chúa, không xong rồi, thần sách quân tới bắt người rồi. Cái gì? Cẩn thận. Công chúa, chỗ này hẻo lánh, tiến thoái cũng tiện, chi bằng tạm dừng chân ở đây. Lát nữa người nói chuyện với chủ quán, ta sẽ dời như câm điếc, tránh đi người khác nghi ngờ. Rõ. Ây da,
Thật là đáng tiếc, để con tiện nhân công chúa vô song đó chạy mất. Người nói xem, chuyện thuốc giải mà hôm nay Tiêu Dân Phàm nhắc tới có phải là thật không? Nhìn hắn nói năng hùng hồn vậy, chắc là có chuyện này thật. Bộ dạng oai phong lẫm liệt đó của Tiêu Dân Phàm hôm nay, nếu không phải nghĩa phụ có kim bài ngự ban trong tay, thì sao hắn bó tay chịu trói chứ? Nếu hoàng thượng có được thuốc giải, người đoán xem sẽ thế nào? Nghĩa phụ, chuyện mà nghĩa phụ mưu tính sẽ đổ ra sông ra bể hết. Nhà đầu ngốc này, chuyện mà ta mưu tính đâu phải mới chỉ một hai ngày, sau này vẫn còn cơ hội. Chỉ là nếu hoàng thượng khỏe lại, thì tội danh của công chúa vô song đương nhiên sẽ được rửa sạch. Chưa biết chừng còn được đối đãi cung kính như thượng khách. Vậy thì sự cố gắng 10 năm nay của người e rằng... Nghĩa phụ, nữ nhi không cam tâm. Nghĩa phụ, nữ nhi nên làm thế nào đây? Để thuốc giải biến mất chẳng phải là được sao? Nghĩa phụ, có biết thuốc giải ở đâu không? Người ghé sát vào đây. Nghĩa phụ quả nhiên thần cơ diệu toán, nữ nhi sẽ đi luôn. Khách từ phương xa tới, hai người từ đâu tới vậy? Có cần gì không? Được rồi, ta biết nói tiếp Thịnh An. Xin hỏi hai vị khách quan từ đâu tới? Đến thuê trọ hay ăn cơm? Chúng ta tới từ Thổ Phồn, tới Thịnh An buôn bán. Tối nay muốn thuê trọ, không biết ở đây có phòng khách tốt một chút không? Có, một chút. Muốn tốt chừng nào cũng có. Phòng hạng một chữ thiên, chỉ là hơi đắt một chút. Tiền không thành vấn đề. Được rồi. Thằng nhóc con, không để mắt một cái là lại lười biếng. Mời được khách quý tới phòng hạng một chữ thiên. Dân, hai vị khách quan, mời vào trong. Mời qua bên này. Lão Tam, đừng đi qua đi lại nữa, ta sắp qua cả mắt rồi. Đại ca, cô nói gì đi, giờ phải làm thế nào? Nào, uống đi. Người anh em, nhìn thấy chưa, thiên lao này. Người anh em này, qua đây một lát. Uống trước đi, ta qua đó xem sao. Qua đây một lát. Làm sao? Người anh em này, ba chúng tôi bị nhốt ở đây cũng nửa ngày rồi. Xin hỏi, khi nào sẽ thẩm vấn? Đến lúc cần thẩm vấn, đương nhiên sẽ đưa ba vị đi. Còn những việc khác, tiểu nhân cũng không tiện nói nhiều. Ta nói, vô duyên vô cớ gán cho chúng tôi tội danh to bằng trời, nhất định nhốt chúng ta vào thiên lao. Đại ca ta là thượng tướng quân Kim Ngô Vệ, do thánh thượng đích thân khâm điểm. Cho dù muốn định tội cũng phải tam đường hội thẩm mới hợp quy củ. Tướng quân, ngài chớ trách. Chuyện trong thiên lao này, tiểu nhân biết nhiều hơn ngài đó. Phía trước nhốt luôn ngự sử Nguyên lão ba triệu, từng làm thiếu phó của thái tử. Còn bên kia nhốt Trương Tiết độ sứ, công quân hiển hách, từng lập công lao không nhỏ. Còn có Trần Thượng Thư, Tiền Thị Lan.
Trong thiên lao này làm gì có ai chưa từng nhận quan ân. Một khi bị nhốt vào đây rồi thì không còn phong độ như bên ngoài nữa. Tướng quân à, ngài nên tranh thủ thời gian dưỡng thần đi. Đến lúc phải dùng hình thì cũng chống đỡ được một phen. Người Lão Tam vào miếu bái Phật, gặp thần thắp hương, có chút tấm lòng, mời các huynh đệ uống rượu. Tướng quân khách sáo rồi, chúng tôi ở trong thiên lao còn phải nhờ huynh đệ giúp đỡ nhiều. Nếu có tin tức gì, mong huynh đệ tiết lộ một chút, chúng tôi cũng biết cách ứng phó. Tiểu nhân quan nhỏ biết được không nhiều, chỉ biết được ba vị là do cựu công công đích thân hạ lệnh nhốt vào. Chuyện thảm vấn thì chưa từng nhắc tới, càng không cần nói tới chuyện định tội. Đa tạ huynh đệ. Nếu sau này có tin gì quan trọng, mong huynh đệ kịp thời thông báo. Tiểu nhân hiểu. Nếu có tin tức, nhất định sẽ báo với tướng quân. Đa tạ. Đại ca nếu lúc đầu nghe theo lời khuyên của muội thì cũng không đến nỗi như ngày hôm nay. Giờ chúng ta chỉ có thể giả vờ như không hay không biết gì, cố cãi rằng mật báo đó là vô căn cứ. May ra có thể thoát được kiếp nạn này. Để lại cho rằng đại ca không làm gì sai. Thần Sách Quân và Kim Ngô Vệ trước nay vốn bất hòa. Lão quản quan kia luôn tìm cách chèn ép Kim Ngô Vệ để Thần Sách Quân độc chiếm, giúp hắn nắm quyền ở triều đình. Hắn chính là lòng dạ nham hiểm, chưa biết chừng hắn cũng không tránh khỏi liên quan tới chuyện thiên ma quỷ súc đó. Im miệng. Đến đây rồi mà còn dám nói bừa, không sợ người khác đổ thêm tội danh cho đại ca sao? Tiêu Mỗ này làm việc trước giờ quang minh lỗi lạc, chuyện trong đó đúng hay sai tất phải dựa theo luật pháp của Vệ Triều Trung Nguyên. Chúng ta đều là Kim Ngô Vệ, nếu là thẩm vấn định tội cũng phải do đại lý tự đứng ra thẩm vấn. Khi đó tất sẽ có cơ hội đi biện giải, không cần quá lo lắng. Đại ca, đại ca, từ nãy huynh đã luôn như người mất hồn, rốt cuộc là gì chuyện gì? Đại ca gần đây thường xuyên mất hồn, lẽ nào là vì công chúa vô song đó? Lại ăn nói lung tung. Ta thấy đệ gần đây càng ngày càng to gan đó, ngay cả đại ca cũng dám trêu chọc. Đùa chút thôi mà, bị nhốt nửa ngày trời, chỗ nào cũng là tử khí âm u, cũng chẳng có gì ăn. Nếu đệ còn ăn nói thận trọng như Nguyệt tỷ, đệ sợ chưa tới nửa ngày nữa, đệ đã chết vì chán ở đây rồi. Ba vị tướng quân, xin hãy chuẩn bị. Chuẩn bị chuyện gì? Bên trên có lệnh, đề phòng thông đồng lời khai trước khi thẩm vấn. Phải tách rời ba vị tướng quân để giam giữ. Chuyện này trước kia tiểu nhân cũng từng gặp, nói là chia ra giam giữ, thật ra chính là dùng hình ép cung riêng từng người. Có được khẩu cung liền trị tội cho xong chuyện. Nếu ép dữ quá còn mất luôn cả mạng. Ba vị tướng quân hãy tranh thủ cơ hội từ biệt nhau đi. Sau này sợ không còn được thoải mái nữa đâu. Các người ai nấy chuẩn bị đi, chớ có lề mề. Công chúa mau nghỉ ngơi đi. Tiểu tướng quân có dụng công ưu, tin rằng các nhân sẽ có thiên tướng. Liên lụy tới tiểu tướng quân, trong lòng ta rất xấu hổ. Nếu không phải vì hai chúng ta, ngày ấy đường đường là đại tướng quân, thiên tử Ngự Phong, sao có thể bị kẻ gian bắt được? Tiểu tướng quân có tình có nghĩa, Khảm Cáp thật lòng khâm phục. Giờ Khảm Cáp sẽ đi cướp ngục cứu tướng quân ra. Đứng lại. Dựa vào ngươi mà vào được thiên lao sao? Ngồi xuống đi Khảm Cáp. Công chúa, Khảm Cáp chưa từng thấy người buồn như vậy. Công chúa đã động lòng vì tiêu tướng quân rồi. Quan tâm tất loạn, tôi thấy công chúa quá quan tâm tới người nào đó nên tâm tư rối loạn. Ngài ấy nói sẽ bảo vệ cho ta,
không tiếc bản thân lâm vào cảnh hiểm nghèo. Lần này từ biệt, không biết công chúa nhất định sẽ còn gặp lại. Công chúa không cần quá lo lắng, sau này hành sự chúng ta cẩn thận hơn là được. Khảm cáp sẽ bảo vệ công chúa. Khảm cáp, người khác chỉ biết ngươi anh dũng, nhưng ta biết ngươi còn cẩn thận nữa. Chuyến đi này nếu không có ngươi bầu bạn, sợ là ta không thể đi nổi. Nếu không nhờ công chúa năm xưa rủ lòng thiện, khảm cáp sớm đã thành cát bụi rồi. Giờ những chuyện nhỏ này sao có thể so với đại ân của công chúa chứ. Công chúa, người mau nghỉ ngơi đi. Người có gì dặn dò cứ giao cho tiểu nhân làm là được. Người có gì dặn dò cứ giao cho tiểu nhân đi làm là được. Sao phải đích thân tới đây chứ? Trong thiên lao này hôi thối, mùi gì cũng có. Dạng nhất làm hại thân thể tôn quý thì tiểu nhân không gánh nổi đâu. Ta biết tấm lòng của người, nhưng việc này rất quan trọng. Ta không tin được người khác, nên đành phải đích thân tới thiên lao thẩm vấn thôi. Cựu công công tận tâm với chức trách, đúng là phúc của dễ triều. Được rồi, đừng nói những lời thừa thải nữa, mà dẫn đường đi. Công công, chính là chỗ này. Việc thẩm vấn vô cùng quan trọng, các ngươi hãy đợi bên ngoài, người ngoài không được lại gần. Công công yên tâm. Ai đó? Vô Song, người đúng thật là quý nhân dễ quên nhỉ. Ngày trước trên suối Thanh Nha, trò chơi đóng kịch của trẻ con, người đã quên hết sạch rồi. Cũng khó trách, đứng trước quyền lực và dục vọng, ai còn nhớ tới chuyện xưa chứ. Muội muội, muội chính là La Sang Nam muội muội. Ta và phụ vương tìm muội suốt mấy năm, bao năm nay muội đã đi đâu? Tìm ta? Làm sao? Ngươi vẫn muốn đuổi cuộc giết tận sao? Lời này của muội có ý gì? Chỉ trách tên hôn quân phụ vương ngươi chết sớm, bằng không ta phải tự tay giết hắn, báo thù cho tộc nhân của ta. Chuyện năm xưa đích thật là lỗi của phụ vương muội, nguyên do trong đó, ngươi câm miệng cho ta. Sự việc đến nước này, ngươi còn sỉ nhục phụ vương ta. Hôm nay ta nhất định phải băm dằm ngươi thành trăm mảnh. Khảm cáp,
Tiêu đại tướng quân quả nhiên là đại tướng quân, đã rơi vào thiên lao này mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Đáng tiếc, đường đường là đại tướng quân mà lại câu kết với ngoại bang, mưu phản hoàng thượng. Đại tướng quân câm rồi sao? Ta đang hỏi người đó. Muốn giáng tội cho ta thì còn sợ gì không kiếm cớ? Tiêu mổ theo luật chỉ cần trả lời tam ti thẩm vấn, trả lời thánh thượng, không có nghĩa vụ phải nói với ngài. Tiêu Dương Phàm, người giỏi lắm. Người đây là muốn đấu với ta tới cùng phải không? Người đúng là chết đến nơi còn không biết hối cải. Những việc Tiêu Mỗ đã làm, trên xứng với quân Dương, dưới xứng với bách tính, có gì phải hối cải chứ? Được. Muốn cứng đầu phải không? Vậy ta chúc ngươi trên đường tới suối vàng thuận lợi nhé. Đáng tiếc hai huynh đệ tốt của ngươi đã theo nhầm người rồi. Lăng Lăng tướng ở trong thiên lao này cũng thoải mái quá nhỉ. Cựu công công có lòng tốt đến thăm tôi, nhưng tôi nhớ tôi và ngài hình như không thân lắm. Ta phụng mệnh hoàng thượng tới thẩm vấn. Thẩm vấn gì? Các người câu kết với ngoại bang, mưu phản hoàng thượng. Lão tặc, xem ra là hồ đồ ngu xuẩn rồi. Cái rắm ấy, rõ ràng là người hãm hại chúng ta. Chúng ta muốn cầu kiến thánh thượng. Gặp thánh thượng. Ngươi cứ từ từ mà đợi đi. Ngươi ta vốn nghe nói phó tướng Kiều Tâm Nguyệt của Kim Ngô Vệ là trụ cột trong quân, là nữ anh hùng. Tuy ta và ngươi mới gặp nhau vài lần, nhưng vẫn khiến ta có ấn tượng rất sâu sắc. Kiều Tâm Nguyệt tôi có tài đức gì mà được công công biết tới như vậy? Kim Ngô Vệ chúng tôi là trọng quân của triều đình, không thể một ngày vô chủ. Lần này công công nhốt ba người chúng tôi ở đây đã vi phạm pháp luật của Vệ triều Trung Nguyên. Ta đây phụng lệnh của hoàng thượng bắt các ngươi giam tại đây. Còn về lúc nào có thể thả ra thì ta không biết được. Chỉ là ta thấy rất đáng tiếc, Kiều Lang tướng là nhân tài hiếm có, vậy mà gặp nạn ở đây. Ta quả thật thấy không nỡ, cho nên đặc biệt tới đây để thăm ngươi. Nếu là phụng mệnh thánh thượng, vậy xin công công bẩm rõ với thánh thượng. Chúng tôi trung thành với triều đình, quyết không làm chuyện phản loạn. Kiều Lang tướng, đã đến lúc này rồi ngươi còn không chịu nhận tội sao? Chúng tôi không có tội, làm sao nhận tội được? Ông muốn chém giết cứ việc, chúng tôi không sợ chết. Hoàng thượng, họ đang đợi ngoài cửa. Nghe nói
Đi nhầm rồi. Chơi cờ có thể đi nhầm, nhưng việc thì không thể làm nhầm. Việc ta giao cho người, nghe đã hiểu rồi chứ? Ý của công công, Tỳ chức đã hiểu. Xin công công yên tâm, việc này tất sẽ được làm thỏa đáng. Muốn để ta yên tâm, không thể chỉ dựa vào lời nói suông đâu. Việc ta giao cho người, cho dù là dùng cách gì, cũng phải làm cho dứt khoát. Những người biết tới càng ít càng tốt. Xin công công yên tâm, giờ chúng đã đang ở trong ngục. Tất cả đều nằm trong sự khống chế của chúng ta. Tham kiến công chúa, mau đứng dậy đi. Tạ ơn công chúa. Sao các ngươi lại ở đây? Lẽ nào bẩm công chúa, bốn người họ vẫn luôn bí mật bám theo ở bên ngoài thành Thịnh An chờ lệnh, chính là để đề phòng lúc cần đến. Khảm cáp, ngươi hành sự thận trọng chu đáo, lại xả thân tương cứu, cảm ơn ngươi. Bảo vệ công chúa là nghĩa vụ của khảm cáp. Trận chiến đêm này nếu để lộ ra, nếu chỉ có hai người chúng ta ở đây thì thôi đi. Nhưng dũng sĩ của La Nguyệt Quốc xuất hiện ở thành Thịnh An, hai chúng ta khó tránh khỏi bị nghi ngờ có âm mưu. Nếu có người cố tình rêu rao chuyện này khắp nơi, cho dù ta gặp được thiên tử Vệ Triều, cũng khó mà giải thích được nguyên do. Tại thuộc hạ sơ sót, quên mất điều cấm kỵ này, xin công chúa trách phạt. Việc đã đến nước này, ngươi cũng chỉ xuất phát từ lòng trung, có gì mà trách phạt chứ? Không ngờ muội muội này lại hiểu nhầm ta sâu đến như vậy. Với tính cách của cô ta, chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua đâu. Xem ra sau này chúng ta sẽ có không ít rắc rối. Là sàn nà này công phu lợi hại, ra tay lại độc ác. May mà chỉ có một mình, nếu không sẽ rất khó đối phó. Cô ta chắc chắn không chỉ có một mình. Lúc cô ta mất tích vẫn còn nhỏ, nếu không có cao nhân chỉ dạy, sao có thể luyện được công phu giỏi như vậy? Vậy ý của công chúa là phía sau La Sanna này tất có người trợ giúp, hơn nữa thế lực không phải tầm thường. Nếu chỉ có vậy thì cũng thôi đi, nhưng từ những điều mà vừa rồi cô ta nói, hiểu lầm với ta và phụ dương ta sâu như vậy, chỉ sợ là có người mượn chuyện năm xưa cố tình bịa đặt, khiến La Sanna muội muội đối địch với ta. Khởi bẩm tướng quân, thứ cho tiên chất mạo muội làm thế này chỉ sợ không đúng với pháp luật. Dạng nhất truy cứu chuyện này, chỉ sợ tiên chất không gánh được tội. Ta nhận quân lệnh của cựu công công, ngươi lại nói không đúng với pháp luật. Ý của ngươi là muốn nói công công làm việc trái với pháp luật của Vệ Triều sao? Tỳ chức không dám. Tướng quân xin chớ hiểu nhầm, chỉ là chuyện này chưa từng có tiền lệ. Nếu làm như vậy chỉ sợ... Được rồi, được rồi. Nếu ngươi sợ bị truy cứu, vậy ta cũng không thể làm khó ngươi. Cầm tiền bồi thường của ngươi đi. Chỉ cần chặn miệng những kẻ cần chặn, nhắm chặt mắt cần nhắm, còn lại không cần ngươi phải lo nữa. Giờ lành đã đến, nên tiễn quý nhân lên đường rồi. Tiêu tướng quân, ta tới tiễn người lên đường. Đưa hết chúng ra đây. Rõ.
Hàn Đồng, nhìn bộ dạng thế này là muốn dùng hình với chúng ta phải không? Phụng quan lệnh của cựu công công, phạm nhân Tiêu Dân Phạm câu kết ngoại bang, mưu đồ bất chính, tội không thể tha, theo luật phải chém, để răn đe kẻ khác học theo. Trời tối nằm mơ nói sảng à? Đại ca ta một lòng trung thành, trời đất chứng giám, sao có thể câu kết với ngoại bang? Sao có thể mưu đồ bất chính? Cựu công công trước giờ thưởng phạt phân minh, sao có thể giáng tội cho công thần chứ? Kim Ngô Vệ ta do thánh thượng trực tiếp cai quản, Tiêu Mỗ là thượng tướng quân do thánh thượng phong chức. Nếu muốn hỏi tội trách phạt, phải do đại lý tự ra mặt, tam đường hội thẩm, sau khi định tội, tấu xin thánh thượng mới có thể thi hành. Công công nhà ta quyền cao chức trọng, hành sự quyết đoán, đâu quan tâm tới mấy thứ lễ nghi rườm rà này chứ? Quyền cao chức trọng, cao hơn thánh thượng, cao hơn pháp luật sao? Tiêu Mỗ không phải người tham sống sợ chết, nhưng nếu muốn trị tội thì phải làm theo pháp luật. Tiêu Dân Phạm, người muốn kháng lệnh sao? Người đâu, mau bắt lấy tên tội thần Tiêu Dân Phạm này cho ta. Các người dám? Hỗn sược! Chỉ dựa vào đám người này mà muốn bắt được ba chúng ta? Hàn Đồng, ngươi và ta đều nghe lệnh thánh thượng. Nếu thánh thượng hạ chỉ, Tiêu Mỗ không dám không theo. Còn hôm nay nếu chỉ dựa vào lời nói một phía của ngươi, thứ cho Tiêu Mỗ khó lòng tuân lệnh. Tiêu Dân Phạm, ngươi ngang nhiên chống lại quân lệnh, còn nói ngươi không có lòng mưu phản, không cần phải dội gán tội danh cho Tiêu Mỗ. Nếu muốn trị tội, phải mời đại lý tự đứng ra. Ngươi Tiêu Dân Phạm, vừa rồi ngươi nói nếu muốn định tội dùng hình với ngươi, cần đại lý tự đứng ra xét xử, rồi tâu với thánh thượng mới có thể thi hành. Hàn Đồng, đại ca ta đã nói mấy lần rồi, là lỗ tai ngươi bị điếc hay đầu ngươi có vấn đề vậy? Vậy nếu là ý chỉ của thánh thượng thì sao? Kiếp sau chúng ta sẽ lại làm huynh đệ. Đại ca, đại ca, đại ca, đại ca, dừng tay, hành hình. Thank you.
Ngọc Bội Thần Long ở đây, như thánh giá đích thân tới.